băng ghế, gồm một băng ghế dài. Băng ghế dài này là chiều dài 1m67. Còn cái đôn của mình là từ đây ra đây là 58. Còn cái lòng mặt ngồi ấy, mặt ngồi từ trong này ra trong này là được 50, nên cái đáy nó rất là sâu. Thì mọi người có thể là để nệm lên, mình ngồi kèm theo nệm với cả gối được nhá. Cái này vừa ngồi gối vừa ngồi nệm theo kiểu sofa nệm đó. Còn bàn, bàn này là mặt có mặt về tầng dưới này, nó có thân nền để mình có thể sắp béo rồi này nọ được á. Thì bàn này là dài 1m1, ngang là 0,55. Bàn này là có tặng kèm kiếng đấy nha, với cả nữa là thêm hai ghế đơn này. Hai ghế đơn là ngang là 66, còn chiều sâu nó cũng là 55 luôn. Đây, mình ngồi thế tựa lưng này mình thiết kế nay nó quấn trong á, thì nên cái tựa lưng này mình nhảy lên xong ngồi nó rất là thoải mái nhá. Cái kiểu này là gỗ này là gỗ chất lượng, gỗ là gỗ cần bì hay mọc mình gọi là gỗ sụp phép á. Thì cái loại này là có sấy rồi nên giá của nó hơi cao hơn một chút. Cái nữa là sơn, mình sơn sắc nét á, sửa mộc sơn sắc nét lên hàng nó sẽ đẹp hơn, mà bạn xài nó cũng không bị bay màu. Cái này là mộc sơn mộc màu tự nhiên. Còn một loại nữa thì mộc sơn mộc màu xoay nó màu đỏ đỏ ấy, mặt đẹp. Đây Mộc quay lại chi tiết bộ ghế cho mọi người coi nhá. Còn đây là chị của Mộc, còn con nhỏ nhóc nhóc ấy, đang coi video là cháu của Mộc ấy, chứ không phải là con đâu. Mộc vừa mới 28 tuổi chưa có con, mới lấy vợ. Còn đây là bộ nó nhé, là hai ghế đơn nhỏ. Còn bộ này là hai ghế đơn nhỏ, cái bàn. Cái này đổ các bàn nền ấy là một lèm dày tới 2,5 xăng nhé, nó rất là dày. Bộ này bạn sử dụng 30-40 năm thì đảm bảo 100% là không có vấn đề. Tại vì Mộc bộ này là Mộc đang làm là giao đi cho khách ở Biên Hòa. Tại hôm qua anh có ghé xuống bên cửa hàng Mộc, nhưng mà nó chỉ có cái bộ mà màu đỏ xoe thôi, chứ không có cái mẫu màu trắng này. Mẫu này vẫn còn hàng Mộc chưa có sơn. Thế anh đặt cái buổi sáng là phải sơn gấp đó, tới hôm nay chiều là chuẩn bị tối là giao. Rồi Mộc Mộc có giải thích thêm là các mẫu hàng của Mộc ấy là giao hàng tận nhà. Bạn nhận hàng kiểm hàng xong mới nhận thanh toán, Mộc mới nhận thanh toán nha. Còn hàng hóa mà không đúng mẫu mã hoặc là chất liệu hay là chất lượng sản phẩm không đạt đủ yêu cầu á thì bạn có thể không nhận hàng. Mộc sẽ không tính bất kỳ vận phí nào của bạn hết. Cái này là dịch vụ của Mộc rồi nhá. Còn bạn cứ yên tâm, hàng hóa của Mộc và giao là đảm bảo chất lượng. Thực ra rất hiếm khi mà khách trả về thật sự luôn. Nếu mà giao thì Mộc giao khoảng 100 khách ấy, thì mai đây có 1-2 khách là người ta một thường thường khoảng một khách là 1-2 khách, rất là hiếm. Thật sự là rất là hiếm luôn ấy, người ta mới gửi về. Tại vì phần này kiểu như là kích thước nhỏ quá, không có ưng ý thì nên người ta gửi về, người ta đổi mẫu to hơn đó. Còn nếu không hoặc chất lượng thì người ta muốn xài gỗ tốt hơn thì người ta gửi về để đổi mẫu khác lên thôi. Còn các mẫu hàng này là mà còn nếu mà có gửi về cho Mộc á thì cũng không có sao hết, bởi vì như cái phần lợi nhuận của Mộc là Mộc đã tính đâu rồi. Cái chuyện mà khách gửi về cũng chuyện bình thường thôi, mình hàng hóa chất lượng thấp quá thì giao lên thì khách không ưng ý thì chuyện gửi lại chuyện bình thường thôi. Và với cả nữa Mộc là không có nhận cọc của khách, nên cái chuyện mà bạn không hàng hóa mà không đúng ấy, bạn gửi về là chuyện rất đối bình thường. Rồi Mộc chào tất cả mọi người nha.